Xin chào quý khán giả thông thái đang theo dõi Ánh Sao Vàng. Các bạn thân mến, VinFast là một nhà sản xuất ô tô thuộc sở hữu của tập đoàn VinGroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Vì lần đầu tiên trong lịch sử, một thương hiệu xe ô tô của người Việt Nam được ra đời nên khách hàng đón nhận và ủng hộ rất nhiều. Ô tô VinFast là dòng xe được sản xuất tại Việt Nam với tiêu chí chất lượng, giá rẻ. Và đến tận hôm nay, tuy mới khoảng 2 năm, nhưng thương hiệu xe VinFast đã đạt được những bước đi thực sự đáng ngưỡng mộ, ngày một tiến gần hơn tới chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp ô tô. Thế nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều nghi vấn xung quanh hãng xe VinFast. Có nhiều người cho rằng VinFast nhập khẩu hết dây chuyền sản xuất, thuê kỹ sư chuyên gia nước ngoài và chỉ có ông chủ là người Việt Nam. Như vậy, VinFast có thực sự là xe thương hiệu Việt? Hay có bạn thì nói rằng, tiêu chuẩn của Việt Nam rồi lại treo đầu dê bán thịt chó? Xe VinFast chất lượng có tốt không? Giá xe VinFast đang bán ra có hợp lý và đáng để xuống tiền? Và để giải đáp các thắc mắc này, Ánh Sao Vàng xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. VinFast có thực sự là xe thương hiệu Việt? Mỗi bước đi của VinFast trong con đường tạo ra những chiếc xe mang thương hiệu Việt vô cùng chắc chắn và khiến bao con tim khách hàng Việt Nam ngóng trông tới ngày mà những chiếc xe VinFast đầu tiên ra mắt. Không giống như những hãng xe ô tô nổi tiếng, VinFast bắt đầu sản xuất ô tô từ một khâu trong chuỗi giá trị sẵn có. VinFast đã chủ động tạo ra chuỗi giá trị mới của mình và nhanh chóng lấp đầy chuỗi giá trị này bằng những tên tuổi hàng đầu thế giới. Theo các chuyên gia đầu ngành khẳng định, VinFast đúng là xe Việt Nam. Bởi vì theo luật quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ, bất cứ sản phẩm nào do một công ty của một quốc gia nào đó sáng kiến ra, tự thiết kế, không trùng với các mẫu sản phẩm tương đương có sẵn, hoặc tương đương nhưng được sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu sản phẩm tương đương đó một cách hợp pháp và chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, tính hợp pháp của các công nghệ sử dụng, mua bản quyền, không copy, nhái lại. Khi sản phẩm đó được công ty nhận là của công ty sáng kiến ra hoặc quốc gia đăng ký sáng kiến đó. Có thể thấy, các mẫu xe VinFast thỏa mãn được những điều kiện trên, nên nó là xe của Việt Nam và không cần phải bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, có nhiều khách hàng sẽ thắc mắc VinFast sản xuất được bao nhiêu phần trăm chi tiết của mẫu xe VinFast mà khách hàng gọi là xe Việt. Như định nghĩa trên, kể cả VinFast không sản xuất chi tiết nào vẫn được gọi là xe Việt. Trong khi đó, thực tế VinFast sản xuất khung gầm, vỏ xe, động cơ theo giấy phép của BMW và phấn đấu nội địa hóa đến 60% trong vòng 2-3 năm nữa. Điều này không lạ vì xu hướng thế giới hiện nay là toàn cầu hóa không chỉ trong thương mại mà cả trong sản xuất, vì vậy mới hình thành cái gọi là chuỗi cung ứng toàn cầu. Mình lấy một ví dụ, đơn cử như Hewlett-Packard HP là nhà sản xuất máy tính, máy in lớn nhất thế giới của Mỹ, nhưng họ không sản xuất bất cứ chi tiết máy tính hay máy in nào. Họ chỉ thiết kế các máy đó và giao cho các công ty sản xuất theo hợp đồng Contract Manufacturer, gia công sản xuất, lắp ráp, đóng gói bao bì và chuyển sang các thị trường khác nhau để bán dưới sự điều phối của HP. Các công ty sản xuất theo hợp đồng của HP bao gồm Tribute Mỹ, Flexonic Mỹ, Foxconn Đài Loan và Concom, mà các nhà máy này chủ yếu bố trí tại Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam. Ngay cả Boeing, hãng sản xuất máy bay của Mỹ nổi tiếng thế giới, cũng là chủ yếu lắp ráp tại nhà máy của họ ở Mỹ, còn các bộ phận chính cũng do các nước khác cung cấp như động cơ Rolls-Royce của Anh, nội thất của Ý, Canada, Tây Ban Nha, cánh của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Nhưng có ai nói Boeing, HP không phải của Mỹ đâu? Vậy các bạn có ý kiến gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới phần bình luận nhé! Xe VinFast chất lượng có tốt không? Nếu bạn đang thắc mắc xe VinFast có thực sự tốt thì câu trả lời là có. Rất chất lượng. Vì sao? Vì ngoài động cơ, khung gầm, thân xe là do VinFast sản xuất theo công nghệ của BMW, do các chuyên gia của BMW hướng dẫn, giám sát, các chi tiết khác đều do những hãng sản xuất nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp như hộp số ZF, linh phụ kiện Bosch. Bên cạnh đó, xe cũng đã vượt qua hàng trăm bài test khắc nghiệt nhất của các phòng thí nghiệm hàng đầu châu Âu. Vì vậy, chất lượng xe là rất tốt. Còn đâu bên? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới khi các khách hàng đã sử dụng và đánh giá, nhưng trên cơ bản sẽ là rất bền vì toàn sử dụng đồ hiệu. Anh chị nào đang sở hữu chiến mã VinFast thì review ngay xuống bên dưới phần bình luận nhé. Có bạn nào phản bác xe VinFast làm sao so được với các hãng xe có thương hiệu lâu đời?
Vậy các bạn có nghĩ hàng chục năm, thậm chí cả hàng trăm năm trước đây, các hãng xe của Mỹ, Nhật, Hàn, Pháp, Đức cũng làm gì khi có thương hiệu? Khi đó họ cũng khởi nghiệp như VinFast. Nếu những người dân của họ cũng đi tìm xe đã có thương hiệu để mua, thì có lẽ đến tận bây giờ, người Nhật, Hàn vẫn còn đam mê để có ngành công nghiệp xe hơi. Không có khởi đầu thì không thể có sự phát triển và hình thành thương hiệu, mà VinFast đang cần đến sự ủng hộ của người dân Việt để tạo nên thương hiệu và phát triển. Mọi người thấy đúng thì tặng em một like nhé! Có thể thấy là hãng xe ô tô của Việt Nam mới được thành lập trên thị trường xe hơi Việt với những chính sách ưu đãi gây sốc, cho nên việc nhìn nhận từ giới chuyên môn dù mới thâm nhập thị trường được đúng một năm, nhưng VinFast thể hiện đẳng cấp ở tầm nhìn và triết lý kinh doanh khác biệt của một ông lớn. Đã là làm ăn lớn, làm dài hơi, không tính lợi trước mắt. Tuy nhiên, để theo đuổi mục tiêu lớn, tăng độ phủ thị trường và chiếm được lòng tin của khách hàng, VinFast chấp nhận chịu thiệt về phía mình. Công thức dễ thấy nhưng khó làm, bởi không phải hãng nào cũng dám đầu tư nguồn lực lớn như thế. Đúng như ông Trương Toàn Chân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Gia Định đã phát biểu khi nhận xe. Vin đã dũng cảm bỏ số tiền rất lớn để đầu tư xây dựng ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam và họ chịu rất nhiều rủi ro. Chúng ta cần chia sẻ rủi ro với họ để có ngành công nghiệp xe hơi nước nhà. Nếu các bạn mua xe dưới góc độ tiêu dùng, các bạn có thể chọn cho mình những loại xe, những thương hiệu mà mình ưa thích. Có thể bạn không thích xe VinFast, nhưng bạn nên tôn trọng, tâm huyết, sự đầu tư của VinFast cho ngành công nghiệp xe hơi nước nhà và comment đúng mực, đúng văn hóa, văn minh vì nó là phẩm chất tối thiểu của một người đàng hoàng. Giá xe VinFast đang bán ra có hợp lý? Với ô tô giá rẻ thường là giấc mơ của nhiều người Việt Nam. Trong suốt 30 năm qua, người dùng trong nước mong mỏi về một nền công nghiệp ô tô phát triển để kéo giá xe thấp xuống. Tuy nhiên, sự xuất hiện nhanh chóng của VinFast cũng chưa thể biến giấc mơ đó thành hiện thực. Hiện cộng đồng mạng đang cho rằng giá xe VinFast hơi cao. Nhận định này cũng có thể đúng vì chất lượng xe tốt, phụ kiện xịn, xe mới được sản xuất thương mại lô nhỏ, pilot production, chưa sản xuất hàng loạt, tỷ lệ nội địa hóa chưa cao nên chi phí sản xuất cao. Tuy nhiên, điều này sẽ được khắc phục và giá xe sẽ được giảm dần khi VinFast đi vào sản xuất ổn định, số lượng lớn với tỷ lệ nội địa hóa cao, giá thành sẽ giảm dần. Theo một chuyên gia tài chính, từ rất nhiều năm nay, ô tô Việt Nam được coi là một món hàng xa xỉ cần hạn chế, chịu nhiều loại thuế chồng thuế, dẫn tới việc giá xe ở mức cao hơn so với mặt bằng khu vực và thế giới. Để chứng minh, vị chuyên gia thử bóc giá chiếc xe VinFast Lux A2.0, bản tiêu chuẩn 1,4 tỷ đồng. Khi đến tay người tiêu dùng, nhà sản xuất thu về khoảng 550 triệu đồng. Cụ thể, với chiếc Lux A2.0, VinFast phải nộp 10% thuế giá trị gia tăng, VAT, tương đương với 95 triệu đồng. Sau khi trừ đi khoản này, mỗi chiếc xe phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do nhà nước quy định. Với động cơ 2.0L của chiếc sedan VinFast, mức thuế là 40%, tương đương với 270 triệu đồng. Tổng tiền thuế là 365 triệu đồng, được chuyển về ngân sách mà mã xe chỉ là trung gian thu hộ qua giá bán. Ngoài ra, chi phí bán hàng trung bình của các hãng xe rơi vào khoảng 15%, nên VinFast sẽ mất khoảng 127 triệu đồng cho mỗi chiếc Lux A2.0, nâng tổng số thuế phí lên tới 492 triệu đồng. Từ khi xe xuất xưởng đến tay khách hàng, do đó, một chiếc Lux A2.0 hãng thu về khoảng hơn 550 triệu, bao gồm chi phí sản xuất. Con số tương đương với chiếc SUV Lux SA2.0 là 715 triệu đồng. Như vậy, VinFast nhận về khoảng 750 triệu, bao gồm chi phí sản xuất cho một chiếc xe có giá 1,465 tỷ đồng. Vị chuyên gia nhận định, người dùng Việt có thể mua được một chiếc ô tô như Lux A2.0 với giá chỉ 700 triệu nếu thuế không quá cao như hiện tại. Hiện nay, VinFast Value đang phân phối 3 phiên bản là tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp, với giá lần lượt đi từ 114, 419 đến 491 triệu đồng. Mẫu xe của người Việt có giá bán cao nhất trong phân khúc xe hatchback hạng A. VinFast cũng công bố doanh số hơn 17.000 xe được bán ra, chứng tỏ xe VinFast không hề ế ẩm như nhiều người nghĩ. Cuối cùng thì VinFast có gì trong những chiếc xe này mà nổi đình nổi đám đến như vậy? Theo Ánh Sao Vàng, VinFast không có gì ngoài trí tuệ, lòng tự tôn dân tộc, ý chí tự cường, nghệ thuật đứng trên vai những người khổng lồ và một quyết tâm đem lại những gì tốt đẹp nhất cho người dân Việt Nam. Đây cũng chính là những giá trị mà VinFast đem lại cho những chiếc xe của họ. Bạn có cảm nhận như thế nào về xe VinFast nói chung và xe điện VinFast nói riêng? Chia sẻ ngay cho 500 anh em cùng biết với nha!
Vâng, và video của chúng tớ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chọn theo dõi Ánh Sao Vàng. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật ngay nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin hữu ích nhất về Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới các bạn nhé. Và bây giờ, Ánh Sao Vàng xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.